Bà nào sáng đi chợ có mua đu đủ xanh thì vô đây mời mắm ruột Hồi sáng đi chợ dì bảy dì bán ế dì mấy này đu đủ sống này mua giùm đu đủ sống 4.000 ký. Nghĩ qua nghĩ lại thôi, chắc mình làm mắm ruột, nhà ai cũng ưa mắm ruột hết á. Bác đâu uống vô có một hồi á thì cái đu đủ của mình nó sẽ ra nước. gọi mua có mâm với rồi chọn tiếp uống ngọt nghe, bắt 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 đó, trời ơi, thấy chưa, mới chọn chọn mấy cái là bắt đầu đu đủ nó xẹp lép rồi đó, thấy chưa, ngon nghe chưa. Nó chọn chọn chút xíu này, mình chọn chắc cỡ tầm 5-10 phút gì đó. Cái này là nguyên một thau đu đủ này, hồi nãy mình cắt chắc cỡ 4 muỗng muối. Còn này đây để mình thấy 4 muỗng muối, nguyên một thau đu đủ này là 4 muỗng muối. Mắt đây con chúa các bạn, con chúa đâu kìa, không biết nữa. Con chúa làm cái bộ đó các bạn ngon lắm đó, nếu được thì các bạn cho một like và một share các bạn. Chịu gì đâu, tay con chúa làm món độ tao người ta làm hoài mỗi ngày đó. Con chúa làm đó, nếu các bạn thấy ngon thì các bạn cứ gửi lên về cho con chúa nha các bạn. Đó, thấy không? Các bạn đưa nó qua mỗi người làm đó, các bạn thấy vậy không? Khúc này không có lá dong cho nên quanh thai bằng lá chuối nha. Ăn món này mà dám nổi cơm bài luôn này nè. Tới khúc này á thì thiệt sự là con đem ra phơi gió cho nó ráo thôi, chứ chỗ quanh cũng hết nắng rồi. Tùy theo cái loại mắm của mấy bà làm mà mấy bà cho đường nhiều hay ít ha. Chua ngọt ngọt nó mới ngon đúng không bà Tư? Dạ. Bốn muỗng đường đi. Lần làm lần khó, lần này quanh làm hết 1 ký mắm luôn. Tới đây đừng có ai hỏi quanh trộn bẩm gì nha, tại vì không có cái thau nào bự hết. Hôm nay á quanh dùng cái đồ bào lát rất là ngon luôn, tính khoe cho mấy bà mà không biết khúc này trời xui đất khiến làm sao, ngồi lấy dao bào ra bào lát thấy mồ luôn. Khúc này á là chống chỉ định với mấy ai không ăn được tỏi nè, không ăn được mùi mắm nè. Đúng ra là có làm thêm thịt ram để trộn vào đây nữa, nhưng mà quanh không có trộn thịt ram, tới chừng nào ăn quanh mới để thịt ram trên mặt. Như vậy á thì cái mỡ của thịt ram nó không có áo, làm cho cái mắm ruột của mình nó không có bị ngán. Cái khúc lộn này á mấy bà làm ơn đeo bao tay double skill nha, còn nó lửa một cái là thôi rồi lượm ơi luôn á. Rồi xong, hẹn 3 ngày sau gặp. Bà nào gấp á thì nặng chanh vô cho mắm ruột chua lên ăn liền, còn mình á thì để tới chờ 3 ngày sau nha.